trong kính trơ. Thôi bây giờ cũng đừng có chọn kính này, sùng mạch lắm. Đừng có kính gì nữa, tôi không đeo kính. Rồi, rồi. Ông phải cơ nhìn nói cái bắn tắt rồi, rồi. Con rất vui mừng. Lần đầu tiên con đến đây để làm chứng. Ơn Chúa gần nhất đã ban cho con ba trước. Một trước, con đi phát mấy lòng thương xót, đi vào giáo xứ Đại Lộc của giáo hạt Bảo Lộc. Trên đường con về, con gặp người tình cũ. Này, xin lỗi ông hôm nay. Rồi, rồi, người tình mùa đông. Nay ông bao nhiêu tuổi? Dạ, thưa cha, năm nay con 73. Người tình cũ của con là Việt Kiều, khiến lòng con lao đao, em đi đâu mà bao nhiêu năm ăn tìm không thấy. Để rồi thưa cha, từ giáo xứ Đại Lộc về giáo xứ Thanh Xuân, đường cha ra đi, cha biết. Con đi đường ngược chiều, bao nhiêu những ánh ngược chiều, ánh xe ngược chiều đã làm con té lăn quèo. Và con chỉ biết lấy Chúa, em đầu mất rồi. Chúa ơi, cha, đây là một chuyện có thật. Con nghĩ rằng ma nó không nhập, mà hóa ra là ma nó ám. Còn cái văng vẳng bên ta, em đâu rồi? Em ơi, em đâu rồi? Mộ bia phủ tên em đó sao? Phải không? Em ơi, em đâu rồi? Để tình đầu thành tình cuối đau lòng nhau. Cảm ơn cha. Cha đã cho con những cái lời nhắn nhủ. Và đây là một chuyện rất thật. Khi con kêu lên, em đâu rồi? Thì rất thật, ta thật nhỉ. Đây là, ở trong túi con văng ra, không phải là em. Chúa, chuyện thứ hai cũng mới xảy ra. Vào khoảng 7 giờ tối, con có cái lệnh. Thưa cha, con xin phép và cộng đoàn, đây là cái chuyện rất thật. Khi con có tin từ trong giáo xứ Đức Thanh, tức là Lộc Thanh Hai, ai ở Bảo Lộc thì biết. Bà xã con á, đưa tin về thì con thường nói với các cháu, chết rồi. Lệnh ông không bằng cầm mà, con phải đi luôn. Chúa ơi! Trên đường con vào giáo xứ Lộc Thanh thì đường lúc đó rất khó đi. Xe ngược chiều chiếu vào mặt là không phải là em nữa, mà là Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Con té ngay đầu cầu và lúc đó con xin phép con không dám quảng cáo, mình là cái chuyện thật. Đây, có trạng hợp lúc nào con cũng để ở trong túi kèm theo cái điện thoại. Thưa cha, thì lúc này đúng mà đang đưa lối, quỷ đưa đường. Con không tiếc ca cố tình mà xin phép cha, cái điện thoại nó vào đầu mất rồi. Làm sao bây giờ? Thì con chỉ biết là lạy Chúa, ngoài em một lần ra đi rồi, trang hạt bây giờ cũng ra đi rồi. Bây giờ đâu? Con điện thoại cũng mất tiêu rồi. Thì còn một người em nữa, xin lỗi cha và cộng đoàn, con không tếu táo đâu, rất thật. Em ơi, em già của anh ơi, anh đang té ở đầu cầu đây. Một chuyện nữa. Em già đó là? Lời vợ con ạ. Thưa cha, còn một chuyện nữa. Cái chuyện này thì con kêu ngạo mà Chúa vẫn đọc gìn giữ con. Đó là Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, là
giám mục phó của giáo phận Đà Lạt. Chúng con mừng tân giám mục thì ăn uống ly đình trong thờ. Lúc nào con xin phép cha vào đây, em con lại cũng đến, đó là em mà con ở Đà Lạt về mà gặp người tình xưa ấy, thưa cha. Em ơi, em đây rồi. Lạ mà đưa lối, đưa đường. Thì lúc này sai nhưng mà vẫn còn biết em ơi, anh đang ở đây. Thì lúc đó Đức Cha Đà Minh đưa tặng phẩm, đó là các sầu chuối tràng hạt để tặng chúng con. Đức Cha giơ lên, hãy dùng cái này mà cầu nguyện, tránh xa mọi sự cám dỗ. Một lần nữa con rất mừng đến hôm nay, con mừng lắm được đến đây. Cha đặt tay cho con ở dưới kia rồi, và con xin hết lời cầu chúc cha một năm mới được nhiều hồng ân Chúa, đủ sức can đảm, riêng cộng đoàn lòng Chúa thương xót đã đi khắp nơi và đừng bao giờ thất vọng. Amen. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng nha. Đây ông đã trải qua ba cái cơn cám dỗ. Em ơi em đâu rồi, em ơi em đây rồi. Và đây là cái quạt để luôn luôn có mẹ Maria, mẹ ơi mẹ đâu rồi, mẹ ơi mẹ đây rồi. Rồi đây là cuốn Con đường tín thác gửi tặng cho ông nha. Để trong con đường tín thác đó gặp biết bao nhiêu thử thách gian truân. Cái điều đó ông chia sẻ rất thật. 75 tuổi bảo rằng tình cũ không rủ cũng đến. Thấy chưa? Ai bảo đó là 75 tuổi đi khập khà khập khiễng vậy mà không còn động lòng. Thay vì động lòng chắc ẩn thì cứ động đậy lòng thôi. Và rõ ràng ta thấy lúc mà tưởng rằng thập tử nhất sinh xe đụng thì mà Chúa ơi Chúa đâu rồi, thì đây lại em ơi em đâu rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông.